2 tháng 11, vàng tiếp tục tăng giá. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 1.515,30 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao ngay trong tuần này đang hướng tới mức tăng khoảng 0,6% so với tuần trước đó. Hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư ngay sau khi vàng tăng giá trước quyết định của FED. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thông báo tiếp tục hạ 0,25% lãi suất cơ bản. Fed đã không đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc có tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ hơn nữa hay không. Tính chung trong vòng 2 ngày qua. Kể từ sau thời điểm Fed có đợt hạ lãi suất thứ ba trong năm 2019 đã đưa giá vàng trong quay đầu bật tăng dữ dội 350.000 đến 500.000 đồng một lượng, chứng khoán Mỹ rớt khỏi đỉnh cao kỷ lục vừa được thiết lập sau khi có báo cáo cho thấy Trung Quốc nghi ngờ về thỏa thuận thương mại dài hạn Mỹ-Trung. Tổng thống Chile Sebastián Piñera bất ngờ tuyên bố rút đăng cai tổ chức sự kiện này trong hai ngày 16 và 17 tháng 11, do các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn lan rộng trên cả nước. Trước đó, Nhà Trắng nói rằng, việc chile hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh apec sẽ không ảnh hưởng kế hoạch ký thỏa thuận thương mại mỹ trung trong cùng một khung thời gian